mẹ ơi chưa giờ chia ly, con có đôi lời gọi mẹ. Mẹ ơi sắp đến giờ mẹ phải đi xa, con xin được bày tỏ chưa lộ mà này. Ơi hỏi mẹ ơi, con gọi mẹ à, mẹ bà ơi à, con trên đời thì nhận đi tiếng nhận lời của con tùng giáo đây. À, mẹ ơi, mẹ ơi chỉ còn một ít phút đồng hồ nữa thôi là các con đi về thiên đường mẹ rồi. Mẹ ơi, mẹ ơi sâu ma đất đất thì mẹ nằm cổ lắm, mẹ có biết không mẹ hiền à. Ai đã